Hôm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 3 khóa 1 năm 2022. Trong 3 ngày học tập, 89 học viên sẽ được nghiên cứu về các nội dung như quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách của nhà nước về dân tộc, tôn giáo, những vấn đề cơ bản về xây dựng khu vực quốc phòng tỉnh, huyện, quan điểm chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân trong tình hình mới, phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng an ninh, quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Việt Nam và của tỉnh An Giang trong tình hình mới, xây dựng hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lớp bồi dưỡng nhằm giúp các học viên nâng cao năng lực, trình độ, làm tốt công tác tham mưu về công tác quốc phòng, an ninh, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.